Những bang đầu tiên đã công bố kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Theo đó, ông Donald Trump thắng ở ba bang Indiana, Kentucky, Tây Virginia và đang dẫn trước bà Kamala Harris. Nước Mỹ chia làm nhiều mũi giờ, do đó trong khi nhiều bang đã đóng cửa các điểm bỏ phiếu để tiến hành kiểm phiếu và công bố những kết quả đầu tiên. Ở nhiều bang cử tri vẫn đang đi bỏ phiếu và việc kiểm phiếu cũng chưa bắt đầu. Đặc biệt là các bang chiến địa quan trọng sẽ định đoạt kết quả cuối cùng trong các kết quả ban đầu thường là ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa dẫn trước điều này có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng họ đang trên đà chiến thắng tuy nhiên những lá phiếu cuối cùng được kiểm lại có xu hướng nghiêng về đảng dân chủ và nó có thể đảo ngược kết quả nếu cuộc đua diễn ra suýt sao cuộc bầu cử năm nay được cho là cũng sẽ có ảo ảnh đỏ và chuyển sang màu xanh giống như năm 2020, mặc dù có thể không quá rõ ràng như 4 năm trước. Không có gì lạ khi ứng cử viên dẫn đầu một trong cuộc đua xít sao biến mất sau khi có thêm nhiều phiếu bầu được kiểm. Điều đó được gọi là sự đổi màu và không phải là dấu hiệu của gian lận mà là thực tế do tỷ lệ ủng hộ của các ứng viên khác nhau giữa từng lô phiếu. Năm 2020, số phiếu bầu sớm nhất được kiểm ở một số tiểu bang chiến địa quan trọng nghiêng về Đảng Cộng Hòa gây ra ảo ảnh đỏ. Số phiếu kiểm muộn hơn nghiêng về Đảng Dân Chủ đã tạo ra sóng xanh hay còn gọi là sự dịch chuyển màu xanh. Sự đổi màu xanh đặc biệt đáng chú ý ở các tiểu bang dao động trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi biên độ chiến thắng của ông Joe Biden chỉ ở mức vài nghìn phiếu. Các đô thị và ngoại ô đông dân cư có số lượng bầu khá lớn, mất nhiều thời gian kiểm hơn và những nơi này có xu hướng nghiêng về đảng dân chủ. Vì vậy, một tiểu bang hiển thị màu đỏ trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày có thể chuyển xanh khi kết quả từ các khu vực đô thị và ngoại ô được cập nhật vào hệ thống chung. Số phiếu ở Virginia đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh vào khoảng nửa đêm ngày bầu cử năm 2020 sau khi phiếu bầu đến từ các khu đông dân cư ủng hộ Đảng Dân chủ như Washington DC. Bản đồ kết quả bầu cử tổng thống năm 2024 có thể sẽ đổi màu sớm hơn năm 2020 nhưng vẫn sẽ có thể mất nhiều thời gian nếu cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris diễn ra suy sao. Sự dịch chuyển màu xanh rõ rệt có thể ít khả năng xảy ra hơn trong năm nay vì một số lý do Năm nay có ít người bỏ phiếu sớm hơn so với năm 2020, mặt khác, số lượng cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm đã gia tăng, chiến dịch tranh cử của ông Trump khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm, mặc dù bản thân cựu tổng thống lại không làm như vậy. Edward Foley, giáo sư về luật bầu cử tại Đại học Ohio State, người đã đặt ra thuật ngữ sự dịch chuyển màu xanh vào năm 2013, cho biết ông dự đoán sẽ có sự đổi màu nhỏ hơn ở Pennsylvania trong năm nay. Michigan cho phép bắt đầu xử lý phiếu bầu qua thư 8 ngày trước ngày bầu cử tại các khu vực lớn. Điều này có thể đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu hoặc giảm loại bỏ hiện tượng đổi màu ở bang này. Quan chức phụ trách bầu cử Michigan, Jocelyn Benson, cho biết kết quả sơ bộ của bang sẽ có chậm nhất là vào cuối ngày thứ tư. Tuy nhiên, Bắc Carolina, nơi có truyền thống kiểm phiếu nhanh và chuyển đỏ vào đêm bầu cử năm 2020, là một ẩn số trong năm này khi nhiều cư dân phải đối mặt với hậu quả của cơn bão Helen. Với một cuộc bầu cử suýt sao, việc kiểm phiếu lại tốn thời gian rất có khả năng xảy ra giống như Georgia vào năm 2020. Hãng thông tấn AP đã công bố kết quả từ những bang đầu tiên khi ông Trump thắng tại các bang đỏ Kentucky và Indiana, bà Harris thắng tại bang xanh Vermont. Cho đến nay, vẫn chưa có bất ngờ nào xảy ra. Bang Kentucky có 8 phiếu đại cử tri, còn bang Indiana có 11 phiếu. Trong khi đó, Vermont có 4 phiếu đại cử tri. Phải có ít nhất 270 phiếu đại cử tri mới có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Theo IP, ông Trump đã giành chiến thắng tại Kentucky lần thứ ba liên tiếp. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa chiếm Kentucky trong mọi kỳ bầu cử sau lần ông Bill Clinton có được ưu thế vào năm 1996. Indiana cũng ủng hộ ông Trump ba lần trong các cuộc đua vào Nhà Trắng. Đây là một bang bảo thủ khi Đảng Cộng Hòa nắm giữ chức thống đốc suốt 20 năm qua. Trong khi đó, Vermont, nơi bà Harris đạt được 3 phiếu đại cử tri, đã bỏ phiếu ủng hộ các ứng viên Đảng Dân Chủ trong 8 kỳ bầu cử Tổng thống trước đó. Thống đốc Vermont Phil Scott, một đảng viên Cộng Hòa, đã chỉ trích ông Trump và bỏ phiếu cho ông Joe Biden, đảng viên Dân Chủ vào năm 2020. Ông Scott ngày 5 tháng 11 nói với các phóng viên bên ngoài địa điểm bỏ phiếu rằng ông đã bầu cho Phó Tổng thống Harris thay vì cựu Tổng thống Trump, ứng viên đến từ đảng của ông. Ông cho biết không dễ dàng gì khi là một thống đốc Cộng hòa đương nhiệm và bỏ phiếu chống lại ứng viên của đảng mình. Song ông thêm rằng, đã đến lúc tôi phải đặt đất nước lên trên đảng phái trong khi đó phó tổng thống kalama harris kêu gọi cử tri lật trang về cựu tổng thống donald trump khi bà tiếp tục đưa ra lý lẽ cho sự ứng cử của mình ngay trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trên khắp nước mỹ hoặc là ông ấy, hoặc là tôi sẽ vào nhà trắng và nếu là ông ấy, ông ấy sẽ ngồi đó suy nghĩ về danh sách kẻ thù của mình, lên kế hoạch trả thù, thể hiện tất cả những bất bình của mình, tất cả đều liên quan đến bản thân ông ấy. Điều đó trái ngược với những gì tôi sẽ làm nếu được bầu làm tổng thống, đó là thực hiện ngay từ ngày đầu tiên trong danh sách việc cần làm của tôi thay mặt cho người dân Mỹ. Bà Harris nói với người dẫn chương trình Sirius XM, Selena Maxwell đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 11, giờ Việt Nam, một số bang trên nước Mỹ đã đóng cửa các điểm bỏ phiếu và công bố những chiến thắng đầu tiên dành cho hai ứng viên tranh cử Tổng thống là bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Tuy nhiên, tại các bang chiến trường, cử tri vẫn có thêm thời gian bỏ phiếu kéo dài hơn dự kiến sau khi giới chức địa phương nhận được nhiều cảnh báo đe dọa đánh bom. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, các bang chiến trường bao gồm Michigan, Wisconsin và Georgia đều nhận được lời đe dọa bị đánh bom. Bên cạnh đó, sự cố kỹ thuật cũng khiến quá trình kiểm phiếu tại nhiều bang được dự kiến kéo dài. Tại bang Bắc Carolina, hai khu vực bỏ phiếu ở quận Book nằm ở phía tây bang này và quận Wilson, phía đông Jare, được cho là đóng cửa lúc 8 giờ tối theo giờ miền đông, kéo dài thêm nửa giờ bỏ phiếu so với kế hoạch ban đầu. Hai khu vực bỏ phiếu này trước đó đã không mở cửa cho cử tri và bỏ phiếu vào sáng ngày 5 tháng 11 do sự cố kỹ thuật. Trong khi đó, tại bang Georgia, khoảng 10 địa điểm bỏ phiếu ở một số ít quận sẽ kéo dài thời gian mở cửa sau khi những lời đe dọa đánh bom đã làm gián đoạn việc bỏ phiếu trong thời gian ngắn, hai khu vực bỏ phiếu ở quận Greenville sẽ vẫn mở cửa cho đến 7 giờ 58 phút tối theo giờ miền Đông, 7 giờ 58 phút sáng mùng 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Một quan chức ở bang Georgia cho biết, cũng có hai địa điểm bỏ phiếu ở quận Cobb được phép mở cửa cho đến 7 giờ 20 phút tối theo giờ miền Đông. Việc kéo dài giờ bỏ phiếu dự kiến đẩy lùi thời hạn công bố kết quả thêm một giờ tại bang Wisconsin, thành phố Milwaukee sẽ kiểm lại khoảng 30.000 lá phiếu vắng mặt để đề phòng sau khi phát hiện cửa máy kiểm phiếu của họ đã không được đóng đúng cách. Theo Al Jacob, chủ tịch ủy ban bầu cử Wisconsin, sự cố này sẽ khiến quá trình kiểm phiếu của Milwaukee bị chậm lại khoảng 1 giờ. Những lá phiếu đó đã được làm phẳng, chúng đã được đưa qua máy quét thành công. Vì vậy, tôi hy vọng việc đếm lại chúng không mất quá nhiều thời gian, ông Jacob nói với CNN. Trong khi đó, ủy ban bầu cử Milwaukee, MEC cho biết không có ước tính về thời gian chậm chế sẽ kéo dài bao lâu. Có vẻ như một số cửa đã không được các cơ quan bầu cử bảo vệ hoàn toàn. Thành phố Milwaukee không nghi ngờ gì về tính toàn vẹn của bầu cử. Tuy nhiên, để loại bỏ một số nghi ngờ nhằm đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn, MEC đã quyết định bắt đầu lại quá trình kiểm phiếu cho tất cả các lá phiếu. Tại quận Central College, khoảng 31.000 lá phiếu sẽ được kiểm lại, ủy ban nêu rõ trong một tuyên bố. Hai đồng chủ tịch ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa là Michael Wallet và Lara Trump đã chỉ trích Milwaukee về lỗi này, gọi đây là một sự việc không thể chấp nhận được về việc quản lý bầu cử kém cỏi ở một bang quan trọng và cho rằng việc này sẽ kéo dài thời gian kiểm phiếu một cách vô lý. Tại bang chiến trường cạnh tranh nhất Pennsylvania, thống đốc Josh Shapiro dự đoán việc kiểm phiếu không mất nhiều thời gian như năm 2020. Các nhân viên bầu cử của quận Lance Carter đã hoàn tất việc mở và quét hơn 50% trong số khoảng 64.000 lá phiếu gửi qua thư tất cả các lá phiếu gửi qua thư sẽ được kiểm trước nửa đêm. Trong khi đó, ở bang Michigan, thành phố Detroit, thông báo họ sẽ hoàn tất việc kiểm phiếu vào nửa đêm ngày 5 tháng 11. Tại bang Arizona, quận Maricopa, nơi phần lớn cử tri của bang đi bỏ phiếu, sẽ công bố kết quả người chiến thắng từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu lá phiếu đầu tiên vào khoảng 10 giờ tối theo giờ miền Đông, tức 10 giờ sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, hoặc 1 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Số phiếu này sẽ chỉ bao gồm các lá phiếu gửi đến trước ngày 29 tháng 10. Chỉ vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên kết thúc, kết quả dự kiến sẽ bắt đầu có. Kết quả bầu cử được công bố riêng lẻ tại từng bang và phương tiện truyền thông tổng hợp bằng cách kết hợp các kết quả chính thức trực tiếp, thăm dò ý kiến cử tri, khảo sát cử tri và hiểu biết sâu sắc về các quy tắc bầu cử cũng như xu hướng lịch sử của Mỹ nhưng kết quả chính thức có thể phải mất nhiều ngày mới được công bố. Năm 2020, kết quả chiến thắng của ông Joe Biden được công bố 4 ngày sau cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11, sau khi kết quả của bang chiến trường Pennsylvania được xác nhận. Nhóm của các nhà phân tích bầu cử Ned Silver đã chạy mô hình phỏng đoán kết quả bầu cử lần cuối cùng vào lúc 0 giờ ngày 5 tháng 11 trong số 80.000 lần mô phỏng, ứng viên Harris giành chiến thắng 40.012 lần, tương đương tỷ lệ 50,015%, và không thắng 39.988 lần, tức tỷ lệ 49,985%. Trong số này, ông Trump thắng 39.718 lần, 270 trường hợp còn lại là kịch bản hai ứng viên hòa phiếu đại cử tri, mỗi người giành được 269 phiếu. Trong khi đó, một nghiên cứu do các doanh nhân Mỹ trẻ tuổi thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo AI đã chỉ ra rằng ứng viên Đảng Dân Chủ Kalama Harris có khả năng thắng cử năm 2024 cao hơn đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Nghiên cứu này do công ty Aru thực hiện sử dụng AI để mô phỏng cử tri tại bảy bang giao động quan trọng. Dự báo này cho thấy Ông Trump có 73,3% khả năng thắng ở Arizona, 62,1% ở Bắc Carolina và 61,8% ở Georgia. Trong khi đó, bà Harris có 63,3% cơ hội thắng ở Michigan, 53,4% ở Nevada và 52,4% ở Pennsylvania, 50,9% ở Wisconsin. Nếu xảy ra phiếu hòa 269-269 hoặc một ứng cử viên của đảng thứ ba giành được số phiếu đại cử tri ngăn không cho bất kỳ ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu cần thiết thì bước tiếp theo được gọi là bầu cử có điều kiện. Bầu cử có điều kiện là quá trình diễn ra khi Hạ viện Mỹ quyết định người chiến thắng, đoàn đại biểu của mỗi tiểu bang tại Hạ viện bỏ một phiếu và một ứng cử viên phải nhận được đa số phiếu đại biểu của tiểu bang để giành chiến thắng. Sau đó, thượng viện sẽ chọn phó tổng thống với mỗi thượng nghị sĩ bỏ một phiếu và cần đa số phiếu đơn giản, khoảng 51 phiếu để giành chiến thắng.